Đợt đầu em làm bất động sản có gặp nhiều cái khó khăn gì không? Đợt đầu á, đợt đầu em làm thì phải nói là vô cùng nhiều khó khăn. Trong cả một năm đầu tiên thì em chẳng bán được một cái lô đất nào cả. Sau đó thì khó khăn quá thì bắt đầu là mới chuyển lên Hà Nội. Mà chuyển lên Hà Nội thì em không dám đi ở trọ, em đi ở nhờ. Em ở nhờ nhà một người quen ở trên Nhổn ấy. Anh này thì em quen từ ngày trước, thì ở nhờ thì nói là ở nhờ thôi nhưng mà vẫn phải trả tiền điện và tiền nước là một tháng khoảng 300 nghìn. Thì cứ buổi sáng 6 giờ 45 phút thì em ra khỏi nhà. Sau đó thì mua một gói xôi và hôm nào sang lắm thì mua một cái chai nước ngô ấy, để ăn sáng. Trưa thì đi ăn với cả mọi người mấy chục và đến buổi tối thì tiếp tục ở lại làm việc. Buổi tối thì có những hôm đi ăn ngoài, có những hôm thì tối về trên đường về gặp cái gì thì mua cái đấy. Thường thường cái đợt em làm ở trên Hà Nội thì có những cái thời điểm mà muộn nhất là khoảng độ tầm 12 giờ đêm mới bắt đầu ở công ty về. Còn nó thông thường là cứ khoảng độ tầm 10 giờ, 10 rưỡi hoặc là 9 giờ, 9 rưỡi là bắt đầu ở công ty mới về. Có nghĩa là cái thời điểm đó là làm việc gần như là khủng khiếp luôn. Và lúc đó anh biết không, lúc đó là em đã có gia đình vợ con rồi đấy. Em lên Hà Nội em ở nhờ, ở trọ, ở nhờ đấy để em làm. Và một tuần thì em về nhà 2 lần, một lần là vào chiều tối thứ tư, sau đó thì sáng thứ năm lại đi làm và chiều thứ bảy là em về quê, còn đâu còn lại là ở trên Hà Nội. Đấy, lúc đấy là vô cùng khó khăn và áp lực. Cũng rất là may mắn khi mà trong quá trình làm thì cũng có một chút chút xíu kết quả, cho nên là bây giờ vợ mới tiếp tục cho đi làm bất động sản đấy, chứ không là vợ em là không cho em đi làm nữa đâu, bắt về quê rồi đấy.